Hello, chào tất cả anh em quay trở lại với channel của tôi anh em nhé. Hôm nay thì lại vào bộ môn gọi là sở trường. Bộ môn phải nói là hiện tại tôi thấy là cái bộ môn này nó đang hấp dẫn nhất. Đấy, trong các cái trò cá cược. Đây là tài xỉu xích bo anh em nhé. Nó có tận đến hơn 50 cửa đặt cược anh em ạ. Anh em thấy là nó dã man không? Chỉ có tài về xỉu thôi mà tận 50 cửa đặt thì quá là khủng luôn đúng không? Cậu này, nhưng mà cậu xích bo tôi thấy là nó chạy nó không kiểu như là cái cầu tài xỉu mini game đâu anh em ạ. Nó chạy nhiều khi nó rất là khó đoán. Rất là khó đoán luôn. Rồi. Tay đầu thì cứ vào làm con tài một củ đã. Sau đấy thì mình check xem là vị hùng là có gì chưa. Tí lát nữa đệm thêm một tí vị vào nữa là ok. Có xỉu 6 này, có tài 17. Chưa có xỉu 5, à có xỉu 5, chưa có xỉu 4. Tài 16 cũng chưa có. Thì bây giờ đang chơi vị xỉu 5 và tài 14 được anh em ạ. À, xỉu 4 và tài 16, quên. Xỉu 4 và tài 16. Thôi cứ làm một mã tài đã. Đấy, đi hai quả vị đấy xong làm mã tài là ok đấy. Mã đầu thì đã gãy một mờ rồi. Ra được tài 16 cái là ngon luôn đúng không? Pep. Tài 13 anh em. Tài 13. Nó mà lên 16 hoặc là ra con xỉu 4 thôi là được đúng không? Rồi ok anh em, tạm thời là đang gần như là hòa đúng không? Con này tôi vẫn đang kết tài anh em ạ. Con này vẫn đang kết tài. Nếu mà ăn được cái mã này là coi như là được hai củ luôn này. Có một cái cách mà tôi hay chơi chia sẻ với anh em đó là khi chơi xích bo ấy, mọi người lấy tờ giấy và cái bút ra. Ghi chép lại cái ui giời ui suýt tí nữa thì bù anh em ạ. Một nấc nữa thôi thì tôi bù quả tài 16 rồi thì nét luôn đúng không? Hết lớp chấm mẹ luôn. Hết mẹ lớp chấm luôn. Cậu này vẫn phải chơi biệt tài và nuôi con tài 16 này anh em ạ. Nuôi con tài 16. Hay thật. Vừa rồi mà chỉ con 15 một ăn 20 thì khủng đấy anh em, một ăn 20 khủng luôn, 100 ăn 2 củ đấy. Không đơn giản đâu. Vấn đề là có về cho đạt nó chuẩn ít của mẹ rất tài 17 rồi. Ôi nó lại nảy qua con 15 anh em ạ. Ôi chúc mừng những anh em nào mà vào cửa tài 17 vừa rồi, một ăn 66 luôn. Duy nhất con 16 không ra nhỉ. Bà mẹ nó 17 nó đã ra rồi mà sao nó ra nữa nhỉ? Còn nó 16 còn 4. Còn con 16 còn 4 này, duy nhất hai con này. Gan nhất anh em ạ. Đang là hai con gan nhất ở trên đây. Đây rồi anh em, 15, 17, 16, bú luôn anh em ạ. Trời ơi, thơm quá anh em. Bú luôn con 16 anh em. Sướng nha. Đã đời luôn anh em ạ. Cậu này cứ bệt tài đi. Cứ bệt tài đi anh em ơi. Quá đẳng luôn đúng không? Một ăn 33. Đấy nó còn con xỉu 4 một ăn 66 nữa thôi.
bệt đi, bệt 16 đi, bệt 16 đi em ơi. Sợ nhà ba quả gia vị to. Xỉu 4 bú tiếp em. Rồi ôi, hết lúc chấm luôn anh em ạ. Ô, hôm nay phải nói là một ngày thực sự với anh em là nó quá là may mắn luôn với tôi. Với cá nhân tôi thì hôm nay quá là may mắn luôn. Đúng không? Quá là hên luôn anh em ạ. Phải nói là quá hên, lên tài 13 bù tiếp được. Để còn lại được 3 lít anh em ạ. Hay chưa anh em? Mình cứ lui cửa tài này hay. Tuyệt vời anh em ạ. Hôm nay đã bù được một chục. Coi như được một chục nhỉ. Vốn ít hít nhiều nó là vậy anh em ạ. Chúng được hai cái vị to. Tài 11. Rồi ok. Cứ tăng tăng mà lên thôi anh em ạ. Chỗ cái cầu đoạn này nó cũng đang kiểu thuận tài nhỉ. Cứ tăng tăng mà lên đúng không? Cứ tăng tăng mà lên thôi. Cứ tà tà mà lên thôi. Xỉu 5, ui ôi, suýt thì nữa là ra có xỉu 4 nữa thì hút vậy là nó no luôn anh em. Ơi làm một mã tài hồi nữa là nghỉ anh em. Là một mã tài hồi này là nghỉ đây. Úp tài 16 tiếp anh em ơi. Ô, quá khủng luôn. Thôi nghỉ thôi anh em ơi. Hôm nay là một ngày quá thành công luôn anh em ơi. Ok bye bye anh em nhé.